Nhận thấy việc debut U Mê Thái ngó lời chải không được ủng hộ, biên kịch Đi Giữa Trời Rực Rỡ vừa có pha bẻ lái khiến dân tình sốc nặng. Thế nhưng có đón nhận lại phim hay không thì là một câu chuyện khác. Bắt đầu phát sóng từ cuối tháng 7 năm 2024, Đi Giữa Trời Rực Rỡ trở thành hiện tượng của khung giờ vàng phim Việt khi nhanh chóng gây sốt trên khắp nền tảng mạng xã hội. Điểm thu hút người xem ở tác phẩm là xây dựng câu chuyện mới mẻ, khai thác hình ảnh người dân tộc Dao ở Cao Bằng. Tuy nhiên, bước sang nửa cuối chặng đường, Đi Giữa Trời Rực Rỡ lại dần giảm nhiệt vì nội dung bị đánh giá vừa nhàm chán vừa độc hại, gây ức chế cho người xem. Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn diễn viên trẻ cũng bắt đầu bộc lộ nhiều hạn chế. Ngay từ những tập đầu tiên, Bu Thu Hà series được xây dựng là một cô gái có tính cách sắc sược, đôi khi lợi dụng chải lòng vũ để đạt được mục đích, mặc kệ đối phương có si mê đến mấy cũng nhất quyết làm lơ. Vậy mà khi xuống phố lại luôn thẹn thùng có hành động ngọt ngào với Thái Vương Anole, người mà cô chỉ mới tình cờ gặp một lần và quen biết sau này. Thế nhưng ở tập 50-51 của Đi Giữa Trời Rực Rỡ lên sóng gần đây, biên kịch bất ngờ quay xe khi hướng tình cảm của Bu về lại bên chải. Bằng chứng là nàng này bỗng dưng có những biểu hiện xa xuyến khi Lê nhắc đến người bạn Thanh Mai Trúc Mã, ngượng ngùng khi ngồi sau xe chải và đổi cách xưng hô từ mày tao sang gọi tên. Chưa kể, Bu còn sang tận nhà để tặng quà và nấu cơm cho chồng hờ. Những tình tiết này cứ ngỡ sẽ giúp phim lại được khán giả đón nhận. Nhưng không, sự thay đổi tâm lý đột ngột của nữ chính chẳng những không xoa dịu được bức xúc của dư luận mà còn khiến người xem tức giận vì kịch bản quá khiên cưỡng, thậm chí là cảm thấy ekip đang coi thường sự kiên nhẫn của họ. Nhớ lại xuyên suốt hơn 40 tập trước đó của Đi Giữa Trời Rực Rỡ, khi rời bản làng xuống thành phố, Bu và chải tự như hai đường thẳng song song, chẳng có bất cứ mối liên kết, không gian hay khoảnh khắc nào để bồi đắp tình cảm cho nhau. Cho nên ở thời điểm hiện tại, nhiều người không khỏi thắc mắc từ khi nào và bằng cách nào mà Bu cảm thấy rung động với chải, tâm lý nhân vật không nhất quán, bị ép yêu khiến chuyện tình của cặp đôi càng trở nên kỳ cục trong mắt khán giả. Hơn nữa còn khiến Đi Giữa Trời Rực Rỡ trở thành một trong những bộ phim bị đánh giá là có kịch bản yếu kém nhất từ trước tới nay. Ngà đang xuất hiện, Bu lại đột nhiên quay sang thích chải mà còn không có tí logic hay bước đệm nào, khiến Bu có tình cảm với chải trong khi tập trước vẫn đang ghét. Một bộ phim phá nát tam quan người xem thì thôi đi, cảm giác biên kịch đang không tôn trọng khán giả. Tự dưng cái quay xe ngang lãng xẹt quá vậy, ít nhất cũng phải trải qua vài tập để người ta hiểu ra tình cảm của chải chứ, từ đó mới có cảm tình dần dần. Kịch bản tệ nhất từ trước đến nay của phim Việt, nhưng mà nó lãng xẹt luôn ấy, kiểu như không hiểu sao tình tiết ấy lại xuất hiện luôn, không có tí logic nào, coi phim mà bị lật nhanh quá không cảm được luôn, là những bình luận khán giả để lại. Thực tế, ngay từ giai đoạn đầu, Bu đã không được lòng người xem nhiều như nam chính chải. Nhờ sau đó có những tương tác đáng yêu với thiếu gia bản mới phần nào giúp cô nàng được yêu mến hơn là ghét. Tưởng chừng điều này sẽ kéo dài cho đến hết phim, hoặc ít nhất là nửa đoạn đường. Nhưng từ thời điểm Đi Giữa Trời Rực Rỡ thay đổi bối cảnh thì đã đạp đổ tất cả. Bu xuống Hà Nội đi học và dần rời xa chải, thái độ của khán giả dành cho cô cũng thay đổi hoàn toàn. Ở môi trường mới, nữ chính liên tục để lộ những tính xấu, nhất là cách đối xử với chải, người mà lẽ ra cô phải mang ơn chứ không phải luôn lên mặt cao ngạo và ghét bỏ.